các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học Văn Chị Hiên. Và các em thân mến, ngày hôm nay ở trong phần video clip này, chị có mang tới cho các bạn một món quà vô cùng đặc biệt đấy. Đây sẽ là món quà dành cho các bạn học sinh lớp 10 và lớp 11, những bạn học sinh đang bước vào chương trình mới. Và các em biết không, trong chương trình ngữ văn mới của chúng ta thì các bạn học sinh sẽ phải làm hoàn thiện và toàn diện 4 kỹ năng: đọc, viết, nói và nghe. Và trong số 4 kỹ năng đó thì kỹ năng viết có lẽ là một trong số những kỹ năng mà các bạn gặp rất là nhiều những khó khăn. Và để hỗ trợ cho các bạn học sinh lớp 10 và lớp 11 có thể tiếp cận với kỹ năng này một cách đơn giản hơn, cảm thấy rằng là việc viết mỗi bài văn sẽ trở nên thú vị, thì Học Văn Chị Hiên đã chính thức cho ra mắt khóa học kỹ năng viết theo chương trình mới. Tại sao chúng mình lại nên đăng ký khóa học kỹ năng viết dành riêng cho các bạn lớp 10 và lớp 11 nhỉ? Chị Hiên sẽ cung cấp cho chúng mình một số những ưu điểm chỉ có tại khóa học này nha. Thứ nhất, đây là một trong số những khóa học hiếm hoi chỉ chuyên sâu về một kỹ năng duy nhất thôi, đó chính là kỹ năng viết. Thứ hai, trong khóa học này thì chúng ta sẽ có một lộ trình vô cùng rõ ràng. Các bạn sẽ được học về phương pháp này, và bên cạnh đấy chúng ta sẽ có những buổi thực chiến đề bám sát theo yêu cầu của chương trình mới. Thứ ba, đây sẽ là khóa học mà chị Hiên cùng với các chị giáo viên và các chị trợ giảng sẽ học trực tuyến 100% cùng với các bạn. Và bên cạnh đó thì sẽ còn có sự hỗ trợ của các chị trợ giảng 24/7 luôn đấy. Và thứ tư, đừng quên là chúng ta sẽ có một kho tài liệu siêu to khổng lồ, và bên cạnh đó sẽ là những bài tập về nhà bám sát theo yêu cầu của chương trình. Chúng ta sẽ còn được chấm chữa chi tiết nữa. Và cuối cùng, hiện tại thì khóa học này đang có học phí vô cùng rẻ. Với những lý do trên, chị Hiên tin chắc chắn rằng các bạn lớp 10 và lớp 11 hãy tìm hiểu ngay về khóa học kỹ năng viết để có thể đăng ký khóa học này và gặp chị Hiên cũng như đội ngũ các chị trợ giảng ở trong khóa học để chinh phục và viết được những bài văn thật hay chúng mình nhá. Vậy thì những ai nên đăng ký khóa học kỹ năng viết của Văn Chị Hiên nhỉ? Thứ nhất, đó là các bạn vẫn chưa biết viết văn, đặc biệt ở thời điểm hiện tại chúng ta đang phải tiếp cận với rất nhiều các dạng văn bản khác nhau. Thứ hai là các bạn học sinh mà đã có một nền tảng nhất định rồi nhưng mà muốn trau dồi thêm để làm cho kỹ năng viết của mình tốt hơn thì cũng có thể tham gia nhé. Thứ ba, đối với các bạn học sinh mà chuẩn bị tham dự các kỳ thi học sinh giỏi thì chị nghĩ rằng ở trong khóa học này các bạn cũng có thể gặt hái được rất nhiều những kiến thức bổ ích và cần thiết đấy. Và thứ tư, đặc biệt là những bạn học sinh đã tìm hiểu về khóa học toàn diện của Học Văn Chị Hiên nhưng vẫn chưa đủ điều kiện thì các em cũng có thể thử trải nghiệm khóa học kỹ năng viết này cùng với Học Văn Chị Hiên nhé. Chúng mình sẽ được học gì ở trong khóa học kỹ năng viết dành cho các bạn học sinh lớp 10 và lớp 11 nhỉ? Thứ nhất, một dạng văn vô cùng quan trọng, đó chính là văn nghị luận. Đương nhiên trong văn nghị luận thì chúng ta sẽ có nghị luận xã hội này, nghị luận văn học này và nghị luận khác. Thứ hai, chuyên đề số 2 đó chính là văn thuyết minh. Và số 3 sẽ là chuyên đề chúng ta sẽ đi thiết lập những dạng văn bản khác. Chúng mình sẽ nhận được những món quà gì khi tham gia vào khóa học kỹ năng viết dành cho các bạn lớp 10 và lớp 11 nhỉ? Số 1, kho tài liệu siêu to khổng lồ bám sát cấu trúc của chương trình mới. Thứ hai, chúng ta sẽ được đội ngũ trợ giảng chấm chữa bài miễn phí trong thời gian các bạn tham gia khóa học. Và thứ ba, mua một mà lại được hai, đăng ký khóa học luyện viết nhưng các bạn cũng sẽ được tặng thêm một khóa học về kỹ năng thuyết trình. Và khóa học này thì sẽ giúp ích cho chúng mình rất nhiều trong quá trình các bạn tiếp nhận kỹ năng nói và nghe ở trên lớp đấy. Hiện tại thì khóa học kỹ năng viết đã chính thức tuyển sinh. Và ở thời điểm hiện tại học phí đang được giảm vô cùng sâu đấy ạ, với rất nhiều những món quà ưu đãi dành cho các bạn. Vậy nên các bạn hãy nhớ này, đăng ký càng sớm thì học phí của chúng mình sẽ được giảm càng nhiều. Link đăng ký khóa học kỹ năng viết dành cho các bạn lớp 10 và lớp 11 chị Hiên đã để ở phần mô tả rồi đấy. Các bạn nhớ click vào đường link đó để tìm hiểu thêm thông tin về khóa học này nhá. Nếu còn bất cứ băn khoăn và thắc mắc gì thì các em có thể nhấc máy lên và gọi điện tới số hotline của Học Văn Chị Hiên, hoặc nếu không thì các em có thể truy cập vào fanpage Học Văn Chị Hiên để được giải đáp những thắc mắc nhanh nhất nha.